Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chỉ huy, chúng tôi đang gấp rút lên đường. Người phụ nữ này là tội phạm của tướng quân Yamamoto, không thể chậm trễ. Người phụ nữ này bắt được ở đâu? Chúng tôi chỉ phụ trách vận chuyển. Chuyện bắt người không phải chuyện của chúng tôi. Hiện giờ người cũng đã bắt được, tại sao chúng tôi không nhận được lệnh rút lui? Làm sao tôi biết được? Cho đi. Lên xe. Trạm kiểm soát núi Thanh Long. Rõ. Có một người phụ nữ trẻ. Rõ. Đã xảy ra chuyện gì? Mau trả lời, mau trả lời. Bảo vệ khủng mai. Mau nấp đi. Chạy mau. Đội trưởng, chạy mau. Nhanh, đưa tôi khẩu súng. Không được, cô có súng sẽ thu quả lực của bọn chúng. Vậy rất nguy hiểm. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ an toàn của cô. Liên trưởng, chạy mau. Đi. Đồng chí khủng mày, con đường này chúng ta không thể đi. Quân chi viện của họ sẽ nhanh chóng tới đây. Đi, chúng ta trốn lên núi trước đi. Đi. Nhanh lên. Nấp xuống. Thật không ngờ mới đây họ đã đuổi kịp chúng ta. Cô cầm lấy. Chúng ta chạy như vậy cũng không ổn. Cô nghe đây, men theo con đường này, cô cứ chạy là có thể xuống núi. Sau khi xuống núi, cô nghĩ cách vào thành. Vào trong thành, tìm tới tiệm hoàng gia. Trưởng quầy trong tiệm là lão Toàn. Lão Toàn của tiệm hoàng gia? Đúng, lão Toàn sẽ giúp cô tới căn cứ địa. Tôi hiểu rồi, vậy còn anh? Tôi ở lại đây tiêu diệt vài tên rồi đuổi theo cô. Đường núi khó đi, cô đi một mình cẩn thận.
Tôi sẽ không đi một mình đâu. Cô, đồng chí Khổng Mai, cô cần phải đi. Cô đừng quên, trong người cô đang mang nhiệm vụ. Nếu cô không đi, các anh em làm bia đỡ đạn cho cô, không phải hy sinh vô ích hay sao? Bởi vì đã có quá nhiều người hy sinh vì tôi, nên tôi không thể đi một mình được. Cô, Không ai, đi mau. Đưa đi. Đi, 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 nhanh lên. Lời. Xin đừng hiểu lầm, trời tối tôi bị lạc đường, thấy ở đây có lửa cho nên tôi tới. Lén là lén lút chắc chắn không phải người tốt. Nè, anh làm cái gì vậy? Tại sao lại tới chỗ chúng tôi? Tôi là một bảo tiêu, hộ tống tiểu thư chúng tôi trở về tỉnh thành. Bởi vì ở dưới núi chúng tôi đã gặp quân Nhật, tôi và tiểu thư đã bị lạc. Hai người đây là người trên núi đúng không? Nói cho tôi biết cách xuống núi được không? Tôi thấy chân của anh không ổn lắm đâu, bị thương sao? À, người anh em, vết thương này bị súng bắn, cũng may vết thương ngoài da thôi, không bị thương tới xương. Ráng chịu chút đi, cho anh ta ăn đi. Ừ, anh bạn xưng hô thế nào đây? Tôi là Vĩnh Thuận. Chúng tôi là thợ săn ở núi Thanh Long. Nhiều đời chúng tôi chỉ sinh sống ở đây, đã bước vào địa giới của chúng tôi rồi thì chính là khách, không cần khách sáo đâu. Còn anh, xưng hô thế nào? Tôi là Lý Quốc Bang. Tôi phải nhanh chóng đi tìm tiểu thư của chúng tôi, xin cáo từ. Không cần đâu, anh cứ giữ lấy cái này, còn nữa nhớ kỹ, thuốc này chỉ cầm máu thôi, tốt nhất là phải đi tìm thầy thuốc đó. Nè, anh tin lời của anh ta sao? Sao em cảm thấy người này có vẻ rất kỳ lạ? Đứng lại! Đứng lại chưa? Nè anh Vĩnh Thuận, tiếp theo anh có dự định như thế nào hả? Không có dự tính gì, vẫn như trước đây thôi. Ê, nè, thì ngoài chuyện đi săn, chuyện khác đó. Hả? Ê, đó không phải là người lấy bình nước của em sao? Đi. Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại chứ! Không phải là bảo tiêu đó sao? Sao anh ta lại gặp người Nhật chứ? Đứng lại chứ! Vậy chúng ta cứu hay không?
Đại ngu. Hả? Mọi người cứu người, tôi dẫn dụ lính Nhật. Được. À, anh nhớ cẩn thận đó. Đi mau. Đứng lại, đằng kia đứng lại. Đồng Diêm, không muốn sống nữa sao? Nè, anh nước. Nè, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Nè, tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Giờ làm sao đây? Đi 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 đi. Đi. Đi mau, nhanh lên, nhanh lên. Bà nội, có quân Nhật. Ở đâu? Ở đó. Nhanh, mau lên. Bà nội, nào, mau trốn đi. Nhanh lên. Nghe không? Bà nội, những người đó trong trại của chúng ta. Thạch Đầu, con mau quay về trại. Hãy nói với nhóm của Vĩnh Thuận, người trong trại của chúng ta đã bị quân Nhật bắt rồi, kêu họ nhanh chóng tới cứu người. Bà nội, vậy còn ba? Bà nội ở lại đây, chân con chạy nhanh, con mau về báo tin. Nhanh lên đi, nhanh lên. Đi nhanh lên, nhanh. Tôi rất tò mò, tại sao một người phụ nữ trẻ xinh đẹp lại quan trọng như vậy? Đã có rất nhiều người vì bảo vệ cô mà đã hy sinh. Cuối cùng thì cô đang giữ bí mật gì? Tôi hy vọng cuộc nói chuyện của chúng ta luôn được tiến hành trong không khí bình yên dễ chịu. Nhưng mà nếu như cô không chịu hợp tác, vậy thì ông có thể thử. Khi bị hành hình thì không có gì là bí mật. Ông nói sai rồi. Con người, bất kỳ ai khi đã vượt qua được giới hạn đau đớn, nhận thức tự bảo vệ cơ thể sẽ được kích hoạt. Người có ý chí kiên cường sẽ tự đóng chặt dây thần kinh cảm giác đau đớn lại, khiến cho bản thân rơi vào trong trạng thái tê liệt. Nếu như cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ hơn, thì ông sẽ không được bí mật gì hết, mà chỉ được một cái xác. Đi mau, đi. Nhanh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV.
chạy mau, chạy mau. Quân Bang! Không ơi! Chà, tỉnh rồi. Bị quân Nhật đuổi tơi bời, mê man mà cứ lèm bèm hoài. Anh gọi ai vậy? Mau nói thật đi, cuối cùng thì anh làm cái gì? Nè, anh đừng nói với chúng tôi anh là bảo tiêu gì đó. Anh tưởng chúng tôi ngốc lắm sao? Đa tạ các vị đã cứu mạng. Tôi còn có việc, tôi xin phép đi đây. Nè, khoan đã, ngồi xuống, ngồi xuống. Vẫn chưa nói rõ ràng đó. Anh mau nói đi, tại sao quân Nhật lại đuổi theo anh như vậy chứ? Nói đi, nếu anh không nói rõ ràng, đừng hòng bước ra. Anh bạn à, vết thương của anh tôi đã thay thuốc rồi, không có gì trở ngại, anh có thể đi. Anh nè. Anh bạn Vĩnh Thuận, ơn cứu mạng này ngày sau xin đền đáp. Cảm ơn, xin tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Anh Vĩnh Thuận, anh Vĩnh Thuận, bà nội đã đi cản quân Nhật. Cái gì? Núi Thanh Long chúng ta trước giờ rất bình an, người Nhật xưa nay ở trong thành chưa từng lên núi, sao lần này lại lên bắt người chứ? Nghe người trong huyện nói hình như là bắt mắc lộ gì đó. Vĩnh Thuận nè, vết thương của bà nội vừa hẹp vừa mảnh, chỉ có loại kiếm chỉ huy của quân Nhật mới tạo ra được vết thương này, chắc chắn là do bọn tiểu quỷ làm. Bà nội, tụi con chắc chắn sẽ trả thù cho bà. Là của anh họ tôi, vào trước bị tiểu quỷ càn quét. Bọn súc sinh này không phải là người, phải liều chết với bọn chúng. Phải, anh liều với chúng. Phải nên suy nghĩ lại, đánh tiểu quỷ là chuyện tốt, nhưng mà chúng ta chỉ có mấy người, đánh lại không? Đúng vậy, chúng ta chưa từng đi lính, cũng chưa từng ra trận, nguy hiểm lắm đó. Vậy còn người thân của chúng ta thì sao? Anh Vĩnh Thuận, suy nghĩ tìm cách đi, làm sao mới cứu được người thân của chúng ta ra ngoài? Anh Vĩnh Thuận, anh mà lên tiếng, cứu người được là đi liền. Cứu người, 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 cứu người. Các vị, người ở núi Thanh Long này, bao nhiêu đời người đã sống trong ngọn núi lớn này, hàng ngày nhìn mặt trời lên cao, lặn xuống, sống cùng thời tiết nắng mưa gió bão. Tôi thấy cuộc sống này thật vững chãi. Ngọn núi này, khu rừng này là nhà của chúng ta, còn mọi người là người thân của tôi. Nhưng bây giờ đã có người tới để cướp nhà, cướp người thân của chúng ta. Mọi người nói đi, phải làm sao? Dùng lên, 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 dùng lên. Liệt tổ liệt tông trên trời, liệt dương của núi Thanh Long tên Ngô Vĩnh Thuận, theo lời tổ tiên bảo vệ núi rừng, bảo vệ dân làng. Hôm nay dị tộc giết đồng bào của con,
cướp tộc nhân của con, Ngô Vĩnh Thuận không dám quên trách nhiệm của bản thân. Con sẽ dẫn tất cả mọi người đi cứu đồng bào. Đi cứu đồng bào, 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 đi cứu đồng bào. Vĩnh Thuận, tôi đã cho người dò la rồi. Người của chúng ta bị nhốt trong nhà giam này nè. Tiểu quỷ phòng thủ nghiêm ngặt, dụ bọn chúng đi trước. Được, cứ làm theo kế hoạch. Cháy nhà rồi. Mau đi báo cáo trung tá. Các anh dạ. Trên nhà giam, các anh theo tôi chữa cháy. Dạ. Mau chữa cháy đi. Cháy kia lên. Dập lửa lên. Mau lên dập lửa đi. Dập lửa đi. Thế nào? Tiểu quỷ đã mắc bẫy rồi. Chỉ để lại mấy tên canh chừng. Tôi thấy ứng phó không thành vấn đề. Đi cứu người. Nhà tôi bị cháy rồi. Sợ cái gì? Lửa cháy có lớn không con chưa biết nữa. Con dẫn người tới đó coi. Nếu đúng lửa cháy lớn thì chuyển người phụ nữ đó đi. Dạ. Khoan đã. Không lẽ có người cướp ngục hả? Con mau cho tập hợp đội ngũ. Dạ. Qua đó coi thử. Đại ngu, đừng lo đánh nữa, cứu người đi. Đại ngu, cứu người đi. Được.
đi, mau lên. Mau lên, mau lên. Mau lên. Mau lên, mau lên. Vĩnh Thuận, rút về được rồi. Chạy đi, chạy đi. Mau, mau, mau lên. Chạy đi, mau lên, mau lên, mau lên. Anh Vĩnh Thuận, sao giờ anh mới về? Cha, đây là vị đại tiểu thư đó hả? Đuổi theo. Thúy Lan, Đại Ngưu, bọn quỷ sắp đuổi tới rồi. Ở lại mấy người cùng tôi chặn chúng. Được. Đầu trọc, đưa họ lên núi trước. Phải nhớ, đừng về thành Môn Động mà trốn ở Tiên Nhân Lĩnh. Được, đi theo tôi, nhanh. Mau, mau lên, đi mau lên, đi mau, mau lên, nè, ủa, chỉ để lại mấy người thôi sao? Người đông rất khó hành động. Đại tiểu thư, sức khỏe cô yếu lắm, theo họ lên núi trước đi. Không cần, tôi muốn ở đây với mọi người. Tôi không thể để cô bị thêm tổn thất nào nữa. Tôi đã nói là tôi muốn ở đây với mọi người rồi mà. Bọn quỷ tới rồi, trốn mau. Đi. Mau đi. Cố mai phục, nấp vào. Đội chiến đấu phản kích lại ngay. Bắn tỉa không chế điểm trên cao. Súng bắn tỉa. Anh Vĩnh Thuận, địch tấn công quá dữ dội, cho mọi người rút về đi. Các anh em rút mau. Đừng cứ động. Có tài bắn tỉa. Vĩnh Thuận, tôi làm con mồi đánh lạc hướng bọn chúng. Anh xác định vị trí trước, sau đó bắn chết chúng. Giống như săn heo vậy. Tình yêu của tôi chuẩn lắm nha anh Thuận, súng bắn chim của bọn tiểu quỷ bắn chuẩn thiệt. Rút lui đi. Không, bây giờ chúng ta đang thắng mà, sao phải rút lui, giết thêm vài tên nữa. Các anh nhất định phải rút lui. Theo kinh nghiệm của tôi, vũ khí hạng nặng của bọn tiểu quỷ đó chắc chắn là sắp được đưa tới đây rồi. Tới lúc đó chúng ta không ai chạy thoát được, chỉ đợi kẻ địch tới gom sát chúng ta. Tin tôi đi. Anh Vĩnh Thuận. Đại Ngưu, rút lui đi. Tất cả rút lui.
đuổi theo. Mau, đuổi theo. Đuổi theo.